Hello, xin chào mọi người. Hôm nay video này mình sẽ quay về bạn thỏ nha mọi người. Cho bạn thỏ lên vườn chơi nha. Thì lâu lắm rồi ạ. Chắc từ năm trước đến năm nay thỏ mới được lên tầng. Thỏ, hello đi, thỏ chào mọi người đi. Hello. Hello. Đúng rồi, đi nào, đi đi, đi vào đi con. Đi vào vườn đi con. Đi. À, hôm nay trời ơi sáng sớm ra, bây giờ đã là trưa, gần trưa rồi mọi người ạ, 11 giờ hơn rồi. Sáng sớm ra lên vườn giặt một đống mụn dừa giờ mệt quá. Đây Nhật A Mâu, đây Nhật A Mâu chuẩn bị để xuất cho mọi người này, đang trả đơn dần mọi người ạ. Đây nào con, đi đi vào đi. Trời ơi, mùa đông miền Bắc á. Nắm mũi mình nó cứ sụt xịt sụt xịt. Nào, thỏ đi vào đi. Nay đây, hôm nay chỉ quay qua. Thực ra nội dung chủ yếu hôm nay sẽ không về cái bàn mô này đâu nha. Nhưng mà bởi vì tiện đi vào đây thì quay hơn nha. Đây, đi vào. Đi vào chủ đề chính. Đi vào chủ đề chính. Nó nhìn thấy quả dâu nó cười. Dâu tây đấy, thỏ chỉ dâu tây đâu. Đúng rồi. Đấy mọi người ơi, từ khi mình lập ra kênh YouTube này, từ khi thỏ mới được có hơn 1 tuổi mới biết đi thôi mọi người ạ. Bây giờ đã gần 4 tuổi rồi, hơn 3 tuổi rồi. Giờ biết nói rồi nhá. Mình biết nói rồi đấy, mình biết phân biệt màu rồi nhá. Đúng rồi, quả dâu màu gì đấy? Màu đen. Nhưng màu gì? Màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ. Đây, mẹ vặt dâu cho con ăn nhá. Được. Nhá. Rồi, đầu mùa mới được có vài quả thôi. Ăn dâu tây, ăn dâu tây. Ăn dâu tây á? Được. Mới đầu mùa được vài quả thôi nên đâm ra là hắn thích ăn lắm. Nên là đến lúc mà vườn rộ quả thì lại không ăn. Đấy, nó hắt xỉ. Mà ăn gì đâu. Ôi, lên trên này gió. Dâu tây đỏ. Đúng rồi, dâu tây của thỏ để bỏ cái đám này xuống đã. Đi xuống. Đi xuống á? Lạnh. Nó chưa lạnh sâu lắm đâu nhưng mà nhưng mà cũng gọi chung là lạnh rồi. Đây nè, mới lạnh được mấy ngày, 2-3 ngày mọi người ạ. Bây giờ mẹ thái dâu cho con ăn nhá. Vâng chưa? Vâng. Vâng, nào đứng đứng ra xa kia đi để mẹ quay cho toàn cảnh. Đứng ra một tí, đúng rồi, đứng nữa. Tí nữa. Giơ hai, giơ hai. Giơ hai, ok. Giờ giơ hai, giơ ba. Ok, ok, ok. 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 Ok, bắn tim. Bắn tim. Ui, bắn mim, bắn mim nha mọi người. Đây, bây giờ vặt dâu cho thỏ ăn nhá. Này. Đây là Nhật A Mâu nha mọi người, đây là Nhật A Mâu nhá. Nhật A Mâu này rất là ngọt nha. Nhật A Mâu này rất dễ ra quả và ngọt luôn, sai trái. Mỗi tội trái nó không được to. Wow, ngon lắm. Ngon con? Đá đá. Ừ, cái lá đấy. Đá. Ngọt không con? Ngọt không? Úi dồi, chả biết ngọt hay không, cứ tì tì. Không phải ăn dè, cắn miếng to vào. À, để cho mẹ ăn á. Ai, ăn luôn. Ừ. Con qua lại. Giờ A Mâu này giòn giòn nhé mọi người. Giòn giòn chua chua ngọt ngọt. Ăn cái phần cuống còn mà con chưa đỏ. Khôn thế, ăn phần đỏ trước. Còn phần cuối cuối thì phần mẹ. Con đứng lên, con đứng lên. Ngon không? Giòn, A Mâu giòn ngon mọi người ạ.
Đấy, nghe ấy, nghe tiếng nó cắn giòn. Nó bỏ cái phần cuống chua chua lại. Giòn, ngon, thơm. Ngọt ngọt chua chua. Ngon. Chắc có lẽ lâu rồi không được ăn dâu đâm ra hàng nè. Ngon. Nào. Đợi quả dâu này chín mẹ lại cho con ăn nhá. Đợi quả dâu này chín mẹ lại cho con ăn nhá. Cây cũ từ mùa trước đâm ra là quả nó ra sớm, nó hơi bé mọi người ạ. Nó vào để tầm này nhá. Tầm này bắt đầu nở hoa này. Nở hoa phải vào cái lúc mà trời rét ấy mọi người. Trời bắt đầu mà hẳn đông luôn rồi á. Thì lúc đấy là quả rất là to. Chắc phải hơn tháng nữa, gần Tết thì bắt đầu quả nó sẽ to nha mọi người. Thì đây đây, gió thổi mà phê quá. Ô, thế bây giờ ăn xong dâu rồi thì làm gì con nhỉ? Ăn xong dâu rồi thì làm gì con? Đấy, cả năm mới được lên vườn một lần, mọi người thông cảm, hơi bỡ ngỡ. Đi, đi thôi, đi thôi. Làm gì con dâu nữa mà ăn? Đi đâu mà ăn nữa? Đấy, thằng Anh rồi kìa. Ếch hello đi, ếch hello đi. Hello. Hello. Thôi dắt em đi xuống đi con. Dắt thỏ xuống với anh đi. Anh dắt con đi xuống đi. Con dắt em đi xuống đi. Không á. Thế hai anh em dắt nhau đi xuống đi. Ăn xong dâu rồi, không có việc gì nữa rồi, đi xuống người ta còn làm việc chứ. Đấy. Lâu lắm rồi thỏ không được ra ngoài mọi người ạ. Đợt này dịch ở Vĩnh Phúc cũng căng lắm. Sau đám cưới, sau một đám cưới nào đấy, ở một chỗ nào đấy. Bye bye, bye bye mẹ chưa? Bye bye. Thỏ, bye bye mẹ chưa? Bye bye. Cho tổng chúng nó xuống rồi mọi người ạ. Bọn này mà nó ở trên vườn là mình không làm được cái gì đâu. Ok, hôm nay quay bạn Thỏ ăn dâu với cả mình cũng để cập nhật vườn mình hiện tại á. Thì bây giờ vườn mình còn nhiều nhất là amô này mọi người ạ. Amô cực kỳ đẹp luôn. Mà đúng hôm này lại trùng hợp là hôm nay có quả amô chín. Thật sự ăn nó, mình nghĩ rằng là nó mềm. Tại vì mùa trước mình cũng ăn vài quả rồi, mình nghĩ nó mềm. Nhưng mà hôm nay ăn lại, trời ơi nó giòn ngon mọi người ạ. Tức là mình ăn mình năm trước là cũng ngọt, nó cũng ngọt ngon, nhưng mà thấy hơi mềm. Năm nay ăn không mềm một tí nào luôn, chả hiểu sao. Ăn nó giòn, cắn vào cái mía, cái quả mà nghe cái tiếng nó đã. Mà trồng nó rất là dễ ra quả mọi người ạ, cực kỳ dễ ra quả luôn mà sai. Mỗi tổ quả nó không được to như như các giống trái đơn khác. Nói chung mà mình theo mình thấy cốc quả nó bé hơn hàn. Bé hơn hàn một chút. Bé hơn new với cả pháp rồi các kiểu ấy. Amo cây lùi đẹp quá. Đẹp cực kỳ luôn. Rễ thì rất là đẹp, da trắng này. Wow. Mọi người không biết cái lúc mà mình trồng là bé xíu 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 xíu, nó đã bé rồi còn xấu cơ mọi người ạ. Bây giờ nó lớn được cỡ này đúng thật sự là mới thấy thành quả sau bao nhiêu lâu. Ok, hôm nay chắc video của mình đến đây thôi mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Vườn Dâu Tây Hữu Cơ Nhà Thỏ của mình nha. Để liên hệ mua giống á, mọi người có thể ấn vào link Facebook bên dưới phần mô tả video của mình nhá. Hoặc liên hệ qua số điện thoại mình ghi bên dưới nha mọi người. Thì mọi người đừng quên là nhấn đăng ký theo dõi để theo dõi những video tiếp theo của mình ha. Thỏ lâu lắm rồi đó, mọi người chắc
Có lẽ là lâu lắm rồi mình mới cho bạn thỏ lên hình á. Thì chắc là sắp tới đến mùa quả là bạn thỏ sẽ được lên hình nhiều hơn. Đâm ra là mọi người mà yêu quý bạn thỏ ấy thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi bạn thỏ nha. Bye bye.